Xin chào các bạn đang theo dõi. Trong quá trình live stream, bác sĩ thường xuyên nhận được câu hỏi của các ông bố bà mẹ kiểu như là bác sĩ ơi, con em được bằng này tháng tuổi, bé nặng bằng này cân, như vậy có phát triển bình thường hay không? Có bị nhẹ cân hay là suy dinh dưỡng không ạ? Chính vì cái lý do này, hôm nay mình chia sẻ với các bạn video có nội dung sự tăng cân ở trẻ trong 2 năm đầu đời, để bố mẹ có thể nắm bắt được cái xu hướng, cái quy luật tăng cân để có thể tự trả lời được cho câu hỏi là con mình có đang phát triển bình thường hay không, có vấn đề gì cần theo dõi và can thiệp hay không. Hiện nay khi mà theo dõi cân nặng của con thì phụ huynh của chúng ta đang thường làm như thế này, đó là chúng ta sử dụng các cái bảng tham khảo về chỉ số cân nặng chiều cao của em bé, chúng ta áp cái tháng tuổi vào và chúng ta xem cái cân nặng ở bên cạnh, xem là con mình có trong cái khoảng đấy không. Và cái việc các bạn chỉ làm mỗi cái việc này thôi ấy, nó hay xảy ra một cái tình trạng là nhận định không khách quan về tình trạng tăng cân của con. Đôi khi nó xảy ra những cái lo lắng và cái đánh giá không đúng, không cần thiết. Hai em bé 4 tháng tuổi không nhất định là cân nặng nó phải bằng nhau. Ví dụ một em bé sinh lúc lúc sinh là 3 cân, một em bé lúc sinh là gần 4 cân thì chắc chắn ở cái khoảng 3 4 tháng tuổi là cân nặng của chúng nó không bằng nhau rồi. Nhưng không có nghĩa rằng là cái em bé ít cân hơn đó là em bé có vấn đề hay là em bé không phát triển tốt bằng. Không phải như vậy. Theo dõi cân nặng của con là chúng ta không chỉ theo dõi theo cái bảng biểu, cái mốc tại cái thời điểm đấy em bé được bao nhiêu cân, mà cái cần nhất là cái chúng ta cần theo dõi em bé tăng cân qua các tháng như thế nào. Đấy, cái mốc đầu tiên là cân nặng lúc sơ sinh của con, và chúng ta xem con qua từng tháng nó tăng lên như thế nào và vẽ lên cái biểu đồ tăng trưởng của con. Đấy là một cái cách theo dõi đúng trong vấn đề cân nặng của em bé ạ. Đi vào cụ thể thì cái sự tăng cân của em bé nó sẽ theo từng giai đoạn, theo sự phát triển sinh lý của em bé. Giai đoạn đầu tiên mà em bé tăng cân nhanh nhất đó là giai đoạn từ 0 đến 3 tháng tuổi. Trong giai đoạn này thì có một số điểm các bạn cần chú ý. Sơ sinh thì em bé sẽ có một cái pha gọi là pha giảm cân sinh lý trong một tuần đầu tiên. Sau một cái tuần sau đó thì nó sẽ tăng bù lại. Như vậy nếu cân con lúc nửa tháng thì em bé của các bạn gần như không tăng cân gì. Sau một tháng tuổi thì em bé sẽ tăng lên từ 800 đến 1.200 gram. Đến tháng thứ hai và tháng thứ ba thì em bé cũng tăng là trung bình từ 800 đến 1.200 gram trên một tháng và có xu hướng là tăng nhiều hơn được so với cái tháng đầu tiên. Chú ý trong giai đoạn này là các bạn phải theo dõi chặt chẽ cái sự tăng cân của con. Trong cái tháng đầu tiên ý, mức tăng cân lý tưởng nó chỉ khoảng 800 đến 1.200 gram thôi. Nếu tăng nhiều hơn thì các bạn phải chú ý xem cái cách mình cho em bé ăn đã đủ chưa. Đôi khi là có cái xu hướng cho con ăn nhiều quá và nó không hề tốt đâu. Tăng cân quá nhiều trong cái tháng đầu tiên, thực ra nó gần như kiểu là nửa tháng mà tăng lên bằng đấy nó là rất nhiều. Thì em bé có xu hướng là gia tăng gánh nặng lên các cái cơ quan khác trong cơ thể, nó không kịp phát triển theo. Và thứ hai là cái nguy cơ giãn ruột, giãn dạ dày do một cái lượng thức ăn quá nhiều, quá liên tục. Chúng ta hay nhầm tưởng đó là cứ mỗi lần con khóc là nghĩ là con đói và cho em bé ăn. Nhưng em bé của chúng ta khóc ở thời điểm này là rất nhiều lý do, chứ không phải đói không. Và phụ huynh hay có xu hướng là cho em bé ăn nhiều quá. Và chúng ta phải kiểm soát, chúng ta phải theo dõi cân nặng của em bé trong giai đoạn này. Ở cái tháng thứ hai, tháng thứ ba tiếp theo, nếu mà con của chúng ta tăng ít hơn 600 gram trên một tháng thì các bạn phải xem xét lại cái cách mà cho sử dụng sữa, xem có bị thiếu hay không, và tư vấn hoặc gặp bác sĩ để xem xét vấn đề cho em bé ạ. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ 3 đến 6 tháng tuổi. Em bé của các bạn vẫn tăng cân tốt nhưng nó không còn nhiều bằng cái 3 tháng đầu tiên nữa. Và nó tăng sẽ khoảng từ 600 đến 800 gram trong một tháng. Giai đoạn này có đặc điểm là thông thường những em bé mà bú mẹ hoàn toàn ấy thì từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 nó thường tăng cân ít hơn, chậm hơn so với những em bé mà bú sữa công thức hoàn toàn hay là vừa bú sữa mẹ vừa bú sữa công thức. Ở cái tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 này cũng có một cái tháng mà con vừa có biếng ăn sinh lý, vừa phát triển một cái kỹ năng mới. Thông thường là tháng thứ 3 sang tháng thứ 4 gần như là em bé tăng rất ít cân, đang cái đà tăng cân rất nhiều ở tháng thứ 2, thứ 3, xong bộc một phát sang cái tháng thứ 4 em bé tăng cân ít hẳn đi, có thể chỉ còn khoảng một nửa thôi, nên phụ huynh này hoang mang lo lắng con có làm sao hay không. Nhưng không phải, đấy là bình thường trong cái chu trình tăng cân của em bé nhé. Cái
Giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn 3, giai đoạn mà em bé bắt đầu ăn dặm, là từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 12. Thì cái giai đoạn này em bé của chúng ta sẽ tăng ít cân hơn, nó chỉ khoảng 400 đến 600 gram trên một tháng thôi. Và có một cái đặc điểm đó là cái thời gian đầu 6 tháng ấy, mà em bé càng tăng cân nhiều như thế nào thì cái xu hướng những cái tháng sau này em bé lại càng tăng cân chậm lại, cái xu hướng này nó càng trở nên rõ rệt hơn. Đấy, và có những cái khoảng thời gian thấy là con của chúng ta tăng cân rất ít mà chỉ tăng chiều dài thôi, nhưng nó không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Theo dõi cân nặng của con chúng ta không cắt ngang từng thời điểm như vậy, mà chúng ta vẽ cái đường biểu đồ sự tăng trưởng của em bé theo một cái đường cong đi thẳng lên, đi cong đi lên, như thế là thể hiện cái tình trạng bình thường rồi. Tiếp theo là khi được 1 tuổi, giai đoạn 1 đến 2 tuổi thì em bé sẽ tăng ít hơn nữa, và trung bình trong 1 năm thì em bé sẽ tăng từ 2 đến 2,5 cân cho cả một cái năm thứ 2 này thôi. Như vậy, để tóm lại một cái công thức mà các bạn dễ nhớ nhất, đó là cân nặng của em bé sẽ tăng gấp đôi lúc sơ sinh và cái khoảng thời gian con được 5 tháng tuổi, ít nhất là như vậy. Và đến khi con được 1 tuổi thì cân nặng của em bé sẽ tăng khoảng gấp 3 lúc sơ sinh. Đấy là cái mốc để các bạn nhớ một cách nhanh nhất để có thể đánh giá được là cái sự tăng cân của con mình có ổn hay không, có bình thường hay không ạ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.